What's up bitches, it's your boy Thùng Monkey đây. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm mới đến từ Pro Studio Book. Đấy, các bạn nghe nói dòng này chưa? Cùng xem nhé. Và đây chính là máy tính Asus Pro Studio Book H500. Rất nhỏ gọn đúng không ạ? Ở trong chiếc máy 15.6 inch này là một màn hình 4K và cặp loa RTX 2060 đến từ Nvidia. Thân máy bố trí 3 cái khe tản nhiệt rất là lớn. Đấy, bạn thấy chưa? Và mình có thể nâng máy trên một tay nhá. Con này có 1.98 cân thôi và mỏng 18.9mm, kèm với một củ sạc rất là gọn nhẹ, bạn có thể mang đi mọi nơi được. Thân máy mình thấy cảm giác giống như kim loại, phím bấm rất là sướng. Đấy, mình sẽ thử bật một cái clip vi rùa xem nào. What the fuck? Các bạn thấy không? Màn hình 4K, tỷ lệ màu Adobe RGB 100% làm cái máy này nhìn căng đét các bạn ơi. Shit. Thở cũng sướng các bạn nhá. Các bạn hãy tin mình đi, mình không được Asus trả tiền để quảng cáo cái sản phẩm này đâu. Đấy, và loa ngoài rất là sướng. Về cảm quan chung thì mình thấy cái máy khá là ok. Bây giờ mình sẽ thử test với cả những phần mềm đồ họa cơ bản xem sao. Cảm giác làm việc khá là ok các bạn ạ. Tốc độ xử lý mạnh mẽ của các RTX 2060 thực sự mang tới một sức mạnh ấn tượng cho chiếc máy này. Và cộng với con màn 4K này nữa, rất là lợi hại đấy. Không đùa thế nào các bạn ạ. Và nãy giờ mình chạy bộ Adobe khá là mượt. Và Asus nói mình về một cái RTX Studio Driver, là một công nghệ trước chỉ có trên dòng Quark Pro, nhưng bây giờ đã có trên các cặp RTX. Ví dụ chế độ màu 10bit chẳng hạn, nhưng mình không quan tâm vụ này lắm. Bây giờ mình sẽ thử test trên một cái phần mềm khác là Unreal Engine. Ở cái cảnh này bạn thấy rất nhiều hiệu ứng cùng xảy ra cùng một lúc. Và tất cả những này đòi hỏi phải chạy real time, nhưng mà bạn thấy cái frame rate luôn trên 40fps, khá là ấn tượng đối với một con máy nhỏ gọn như thế này. Cái phần mềm Unreal Engine là một phần mềm mình làm việc hàng ngày luôn và nó rất là nặng luôn, nhưng mà con máy này nó handle rất là tốt, nó xử lý hình ảnh và các tác vụ rất là nhanh luôn. Wow, khá là ấn tượng các bạn ạ. Khá là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử chạy trong các phần mềm khác, là phần mềm Smooth chẳng hạn. Thì phần mềm này nó rất là nặng, tại vì bạn sẽ phải làm việc một lúc trên hai màn hình luôn, và cái GPU hoạt động sẽ phải hết công suất. Và vấn đề đã xảy ra, cái FPS đang bị rớt xuống khá là thê thảm. Mình nghĩ là do cái màn hình này nó đang phải handle một cái độ phân giải 4K. Bây giờ mình thử đẩy nó xuống Full HD và cái FPS đã được giải quyết triệt để. Mình nghĩ là nếu các bạn muốn chạy những tác vụ đồ họa nặng ấy, thì các bạn nên đẩy độ phân giải của màn hình xuống còn Full HD thôi, thì máy sẽ rất là ngon. Ví dụ như phần mềm Resolum, một cái phần mềm rất là nặng khác, và máy vẫn hoạt động rất là ổn định với cả FPS trên 60. Wow, khá là ok các bạn ạ. Các bạn có thể cầm máy này đi chạy sâu được rồi nhá, nếu bạn phải làm vision. Rất là ngon nhá. Bây giờ mình sẽ thử với cả những cái phần mềm khác, ví dụ như mình chơi game, ví dụ cái game Horizon Zero Dawn này. Cái game này được tối ưu khá là tốt trên PC, nhưng mà cái máy này chạy khá là ấn tượng luôn, thật sự mà nói. Và các hiệu ứng khác, ví dụ như những cái game bắn súng chẳng hạn. Thực sự là với màn hình có độ quét cao như thế này, cộng với sức mạnh của RTX 2060, thì tất cả các game mới nhất trên thị trường các bạn có thể chiến vô tư luôn, không phải nghĩ. Nói chung là về cảm quan mình thì ProRes Studiobook 2500 là một chiếc máy rất là tuyệt nếu bạn cần một workstation cỡ vừa mà có thể đáp ứng tốt công việc đồ họa của bạn ở mọi lúc mọi nơi, và cũng đủ xinh xắn để bạn gây ấn tượng với khách đấy. Bạn có thể sử dụng chiếc máy này như một sự chuyển tiếp giữa workstation bạn có ở nhà và khi mà bạn mang cái project đó đi present cho khách ở quán cà phê. Một thông tin cho các bạn là sẽ có một ưu đãi đặc biệt đi kèm, nếu mà bạn mua chiếc laptop thì bạn sẽ có thể có 3 tháng miễn phí sử dụng trọn bộ Adobe Creative Cloud trị giá khoảng 5,5 triệu. Thì như vậy đây có vẻ là rất là ok nếu mà bạn bắt đầu học đồ họa và bạn cần sắm một cái máy, đúng không? Ok, xin cảm ơn Asus đã tạo điều kiện để cho mình review sản phẩm này, và hy vọng là review của mình sẽ cung cấp cho các bạn đủ những thông tin cần thiết. Xin chào.